đã trở thành một thông lệ. Năm nào sinh nhật mẹ dù bận rộn, Na Thanh Ly vẫn dành thời gian cho thân mẫu. Năm nay anh tổ chức sinh nhật cho bà trong căn biệt thự 600 tỷ đồng. Bận rộn với lịch phát hành album cùng single mới có tên Paris 1 ơn, ông Hoàng Hằng Hiệu vẫn dành thời gian để về Vũng Tàu mừng sinh nhật mẹ. Mẹ của nam ca sĩ sinh dù ở độ tuổi U60 nhưng vẫn rất trẻ trung và xinh đẹp. Bà từng là một giáo sư marketing nổi tiếng của một trong những trường đại học kinh tế hàng đầu thế giới và nay đã về hưu. Nathan Lee rất gần gũi với mẹ, mỗi cuối tuần anh đều lái xe về Vũng Tàu, nấu ăn cho bà cũng như đưa bà đi chơi đây đó. Ừng chia sẻ về việc mình xây dựng biệt thự trên núi có view biển, nay căn biệt thự khang trang của gia đình Nathan Lee đã chính thức hoàn tất và đưa vào sử dụng. Tọa lạc tại một con đường ven biển đắt đỏ nhất thành phố Vũng Tàu, khu biệt thự của gia đình Nathan Lee rộng hơn 6.000m², vị trí lưng tựa núi, mắt nhìn biển với hai tòa nhà lớn, một hồ bơi nhìn ra biển cùng hai khu vườn rộng đầy các loại cây quý hiếm. Trước nhà là hồ bơi, xung quanh cây xanh trong mát bao phủ, từ màu sắc đến đồ nội thất, cây kiểng đều do đích thân anh tự tay chọn và giám sát người thi công. Theo ước tính giá trị của cơ ngơi này có giá 600 tỷ đồng. Như vậy là sau căn hộ 600 tỷ ở Mỹ, Nathan Lee tiếp tục hé lộ căn biệt thự của gia đình 600 tỷ ở Vũng Tàu. Nathan Lee hiện tại đang sở hữu khối tài sản khổng lồ từ Nam ra Bắc, mà còn rải rác ở quốc tế. Mục tiêu sắp tới của anh là mỗi nơi trên thế giới đều có một căn, mỗi người một cách kiếm tiền và tôi chưa bao giờ chết đói. So với những người bạn mức độ giàu của tôi chưa thấm thía gì. Video liên quan Thinh Ngang, theo The Joy Jealous Blog Ask.